Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Bài thuốc chữa bệnh bằng cây dâu, chữa bệnh từ cây thuốc nam, điều trị ho da máu, ho gát, ho lâu ngày không khỏi, chữa đau lưng nhức mỏi, chữa liệt dương, di tinh, chữa đái dầm ở trẻ. Cây dâu tằm được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài việc cho lá cho tằm ăn, cây dâu tằm còn dùng để làm thuốc chữa bệnh rất hiệu quả. Trong dân gian và đông y thì rễ cùng lá và cây tằm gửi trên thân dâu đều sử dụng làm thuốc chữa một số bệnh rất công hiệu. Một số bài thuốc từ cây dâu. 1. Vỏ rễ cây dâu, còn gọi là tang bạch bì, có công hiệu chữa ho da máu, ho do phổi nóng, ho lâu ngày không khỏi. Ho da máu, lấy vỏ rễ cây dâu 600g cạo bỏ lớp da bên ngoài cho vào nước, vo gạo ngâm 3 đêm, tước xẻ nhỏ đem sao vàng tán nhỏ rồi trộn lẫn cùng 200g gạo nếp sao vàng tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 6-8g với nước cơm. Ho lâu ngày không khỏi, vỏ rễ dâu 15g, vỏ rễ chanh 15g, sắc lẫn, uống trong ngày. 2. Cành dâu, còn gọi là tang chi, có công hiệu chữa chân tay co quắp đau lưng nhức mỏi. Chữa đau lưng nhức mỏi, lấy cành dâu và tầm gửi dâu mỗi thứ nhất nắm, băm nhỏ, sắc cùng 1/2 chén đậu đen rồi chắt lấy nước mà uống. 3. Lá dâu. Lá dâu có công hiệu chữa các bệnh như cảm mạo, phát sốt, da mồ hôi trộm, mụn nhọt không liền miệng, mắt ứ máu, họng đau chảy nước mắt. Chữa mắt ứ máu, đun nước lá dâu già cho sôi rồi gạn lấy nước, cho thêm một tí muối dùng để rửa mắt vào buổi sáng hàng ngày. 4. Tầm gửi dâu, còn gọi là tang ký sinh, có công hiệu chữa trị đau lưng nhức mỏi và động thai. 5. Tổ bọ ngựa trên cây dâu, còn gọi là tang phiêu tiêu, có công hiệu chữa trị chứng di tinh, liệt dương, đái dầm, đái són. Chữa đái dầm ở trẻ em, tổ bọ ngựa trên cây dâu 3-4 chiếc đem sao đen, tán thành bột mịn, trộn với đường rồi cho trẻ uống với nước nóng vào buổi chiều hoặc tối. Uống liên tục trong 10 ngày liền thì khỏi. Ngoài ra quả dâu là một loại thuốc rất bổ cho máu. Quả dâu ngâm đường là một thứ nước giải khát rất tốt vào mùa hè. Con sâu trong thân cây cũng chữa được cho trẻ em bị đau mắt nhiều, ghen dữ, chảy nước mắt. Chào.